nhiều tranh cãi, nếu yêu thích chuyện dọn dẹp và là người theo chủ nghĩa khỏa thân, sẽ có một công việc phù hợp dành cho bạn ở Auckland, New Zealand. Dự kiến ra mắt vào ngày mùng 1 tháng 11 tới đây, công ty Nu Cleaning khởi nghiệp bằng dịch vụ lạ, cho thuê nhân viên dọn dẹp khỏa thân. Mức độ khỏa thân tới đâu còn phụ thuộc vào việc khách hàng lựa chọn. Với giá dọn nhà dao động từ 99 NZD đến 179 NZD, tương đương 1,4 triệu đồng đến 2,1 triệu đồng. Theo giới thiệu, phía công ty cung cấp dịch vụ cho đủ đối tượng khách hàng từ nam giới nữ giới và cộng đồng giới tính thứ ba. Một số đặc quyền dành cho khách hàng bao gồm, họ có thể lựa chọn món đồ nội y để người dọn nhà mặc, hoặc yêu cầu nhân viên dọn dẹp khỏa thân hoàn toàn. Khách cũng có thể mời bạn tới nhà, nhưng phải báo với công ty sớm. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất trong điều khoản do phía công ty Nu Cleaning đưa ra là khách hàng không được động chạm vào nhân viên dọn dẹp, có hành vi quấy rối tình dục hay quan hệ. Trong khi đó, người dọn dẹp phải làm đầy đủ công việc phía khách hàng yêu cầu với những sản phẩm thân thiện với môi trường. Người đứng đầu công ty Nu Cleaning anh George Vitali, 25 tuổi cho biết, ý tưởng dọn nhà khỏa thân ập tới khi anh nhận thấy đang có một khoảng trống ở thị trường này. Khi nói về nguồn nhân viên tiềm năng, Vitali cho biết đang tuyển dụng đội ngũ đa dạng để phục vụ cho chiến dịch sắp tới của công ty.